À, xin chào mọi người, Tuấn đang ở trên đường Trần Nguyên Hãn. Hôm nay dẫn mọi người đi đến một cái con ngõ mà chắc là cũng khá nổi tiếng ở Hải Phòng. Mọi người chắc là đọc tiêu đề video thì cũng chắc biết là cái ngõ đấy rồi. Ngõ đấy thì nếu mà đúng là với cái những người hồi xưa ấy, thì chắc là rất hiểu và rất biết về cái con ngõ này ở trên đường Tôn Đức Thắng. Đoạn này là chỗ ngã tư chỗ chợ An Dương nhé, chuẩn bị rẽ ra cái ngõ Lửa Hồng đấy. Thì cái hôm nay là hình như là tầm mùng 5, mùng 6 tháng 11 rồi đấy. Tầm này khoảng 8 giờ tối. Có chút việc đi lang thang đi vào đây thì tiện là đi qua con ngõ đấy để chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn. Để đoạn này là rẽ ra đường Tôn Đức Thắng rồi, rẽ trái lúc nãy là đường Tô Hiệu. Đây là chợ An Dương vào buổi tối tầm 8 giờ tối. Chứ còn tầm nếu mà tầm 5, 6 giờ thì rất là đông xe cộ, mà hai cái tuyến đường này bây giờ thì chắc chắn là tương lai rất là đông rồi. Thẳng đây là mọi người đi ra ngã tư Ác Quy, ngã tư Ác Quy, ngã tư Cơ Điện, mà một cái ngã tư mới mà Tuấn đã chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn rồi. Cái đoạn đường Tôn Đức Thắng này thì Tuấn cũng chưa chia sẻ hết cho mọi người. Đây là chỗ chợ An Dương cũng chưa vào được. Một đoạn đường Tôn Đức Thắng này thì có chia sẻ rồi, còn cái đoạn tiếp nối với cả đầu đằng kia thì cũng chia sẻ nhiều được cho mọi người. À, có chia sẻ rồi, đi cái đường Nguyễn Văn Linh đã chia sẻ mọi người đi về Sở Dầu rồi. Đó. Thì đoạn này thì buổi tối thì mình thấy là có khá nhiều quán ăn, ví dụ như lúc nãy là xôi xiếc các thứ, là vịt nướng, vịt nhức, lẩu với các thứ. Đoạn đầu này cũng khá nhiều quán ăn ăn uống ăn vặt ở đây, họ bán cả hoa quả đến tầm 90 giờ tối cơ đấy. Thì một chút nữa là sắp sửa tới chỗ khu ngõ Lửa Hồng rồi đấy. Đợt trước vừa rồi Tuấn cũng muốn mua vịt quay ở đây ăn về, ăn khá là ngon. Hôm tới sẽ chia sẻ cho mọi người. Đấy, có cả hạt dẻ, hạt diếc, rồi là phở viết đầy đủ. Lúc nào cũng nhộn nhịp cái đoạn đường này, đặc biệt là đường Trần Nguyên Hãn nữa cũng khá là nhộn nhịp, kể cả về buổi tối. Và đặc biệt là cái thời điểm này thì nói chung là mọi người cũng đi lại rất là thoải mái. Đây rồi, đến chỗ đường đến ngõ Lửa Hồng đây rồi. Đây đây chỗ khu tập thể, mấy khu tập thể Hải Phòng này về sau hình như là sẽ được cải tạo lại, đặc biệt là chỗ Đông Tâm với cả chỗ đường Đà Nẵng. Thấy có kế hoạch rồi. Đây, ngay đầu vào ngõ Lửa Hồng ấy thì là có cái quán hình như là quán phở bánh đa gì đấy. Thấy cũng lúc nào cũng đông, thỉnh thoảng mình cũng có đi qua rồi nhưng mà chưa tiện quay cho mọi người. Hôm nay quay chia sẻ cho mọi người một chút để mọi người có thể hiểu được vào buổi tối ở đây sẽ như thế nào. Còn ban ngày thì Tuấn đi nhưng mà cũng quên quay. Đấy. Nói chung là thấy theo quan điểm của Tuấn hình như là nó cũng rất là sầm uất, nhưng mà đợt hồi xưa Tuấn đi thì nó cũng lâu rồi cho nên là cũng không nhớ nhiều, cho nên là đợt này muốn đi vào đây để cho mọi chia sẻ cho mọi người để mọi người có tham khảo được. Thực ra thì cái ngõ Lửa Hồng này đối với mọi người, ví dụ như Tuấn năm nay cũng bốn xịt rồi thì những cái năm học cấp 2 ấy, thì là biết rõ nhất là đến những cái ngõ Lửa Hồng như này đấy, mà không hiểu sao là lại có cái tên ngõ Lửa Hồng. Thì cô chú anh chị và các bạn nào mà đã từng ở đây hoặc là hiểu rõ về cái đoạn ngõ Lửa Hồng này Hải Phòng thì có thể chia sẻ cho mọi người ở dưới comment để mọi người có thể hiểu rõ hơn một chút. Còn đâu là Tuấn tìm ở trên Google các thứ thì cũng không rõ nữa đấy. Nói chung là mình thấy là đi một lúc từ đầu ngõ đến bây giờ là cũng rất là sầm uất, chắc là ban ngày thì cũng rất là đông người qua lại. Thực ra cái ngõ này xuyên ra rất là nhiều đường, và đặc biệt là xuyên ra đường gì nhỉ, Nguyễn Cộng Hòa. Thì bây giờ Tuấn sẽ đi ra Nguyễn Cộng Hòa đây, lúc này là 8 giờ, tầm 8 giờ tối chia sẻ cho mọi người. Thì chỗ này có một cái cửa hiệu cắt tóc cái gì của cậu Hiệp Tóc, vợ mình cũng hay cắt ở đây, và có một lần mình cũng cắt đây, cắt rất là hay. Đó. Đây, trong này thấy khá là nhiều hàng quán. Chỗ đoạn này thì có vẻ ít hơn, mặc dù là con ngõ cũng không to đâu. Xin lỗi với mọi người một chút là hôm nay Tuấn đi một mình vào buổi tối nữa, cho nên là đôi khi nó hơi rung lắc một chút thì mọi người thông cảm. Thỉnh thoảng mới đi được với người yêu thì chia sẻ cho mọi người. Đây, ngõ này như là cũng đi xuyên ra được này. Thực ra thì các con ngõ ở Hải Phòng thì hầu như là con ngõ nào của nó cũng có những cái đường xuyên lối, nhiều nhiều hay ít thôi, một hai đường hay không ít thôi. Nhưng mà con ngõ này và một số ngõ nữa khác, đợt tới sẽ đi một con ngõ rất là lòng ngoằng chia sẻ cho mọi người thì mọi người có thể tham khảo được. Ở chỗ khu Háng Kênh, chỗ đấy một lần mình đi rồi mà mình không thể nhớ được,
Ví dụ như ở đây, đây là ngõ Lửa Hồng, thì căn bản là nó cũng là một cái con ngõ khá là nổi tiếng ở Hải Phòng đối với người dân Hải Phòng từ trước. Và mình thực ra là mình cũng ít khi đi vào đây, và cũng quá lâu rồi mình không đi vào đây, cho nên là bây giờ muốn tham khảo chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn thôi, để cô chú anh chị các bạn đã từng sống ở đây hoặc là chưa bao giờ vào khu ngõ Lửa Hồng này vào buổi tối thì có thể tham khảo được. Còn ban ngày thì mình nghĩ là chắc chắn ở đây sẽ sầm uất rồi, tại vì rất là đông cửa hàng các thứ ở trong này, kinh doanh buôn bán cũng khá là nhiều, tại vì ở ngoài đường chính kia cũng là một cái con phố rất là sầm uất ở Hải Phòng. Cách trung tâm thành phố Hải Phòng cũng chỉ cả cây số đi ra bờ hồ Tam Bạc các thứ đấy. Đây bây giờ là rẽ ở đây này, một đoạn đây thì sẽ ra chỗ đường Nguyễn Cộng Hòa, và ngay cái đầu ngõ này có một cái quán mà tôi Tuấn cũng không dám nói là cái quán này thịt rất là ngon quán, nhưng mà cái món này thì mọi người không phải ai cũng dám ăn, không phải ai cũng ăn được, tức là phải có người thích ăn cơ thì ăn, nhưng mà thấy đã khá nổi tiếng và khá ngon. Nhưng mà Tuấn cũng đã một lần ngồi đây ăn rồi, được thử qua rồi. Đây đấy bên trái cái ngõ này đấy. Còn đường ở Nguyễn Cộng Hòa này thì đoạn đầu này cực kỳ sầm uất luôn, rẽ phải là mọi người có thể đi ra Lãn Bè được, Lãn Bè được nhé, rẽ phải đi ra Lãn Bè. Đoạn này đi sâu vào một chút nữa có quán thịt chó hoặc là mấy quán ăn lẩu liếc các thứ cực kỳ sầm uất ở phía dưới này, phía dưới bên dưới đấy nhiều quán ăn. Tuấn đã chia sẻ cái đường Nguyễn Cộng Hòa này cho cô chú anh chị các bạn rồi đấy. Còn đi sâu ra đường Lãn Bè thì nó sẽ vắng hơn, nhưng mà cái đoạn giữa giữa từ đấy đến giữa này thì cực kỳ nhiều quán ăn uống. Ở bên phải đây là nhà hàng Ba Ba, khá nổi tiếng ở Hải Phòng, nọ cũng ăn rồi nhưng mà chưa làm video quay để cho mọi người, bận quá. Đối diện kia là đường Hoàng Minh Thảo, đi thẳng ra ra chợ hàng đấy, mà bên đấy thì Tuấn cũng chia sẻ cho mọi người rồi, tại vì là nó một cái tuyến đường mà bây giờ là rất là sầm uất, rất là nhiều quán lẩu nướng, thực sự là như vậy, nhiều quán lẩu nướng cực kỳ, toàn đồ ăn lẩu nướng. Dọc từ đầu đi vào một chút này, đoạn đầu Hoàng Minh Thảo nó hơi bé bé nhưng mà đi vào trong thì nó cũng khá là rộng, xong rồi kéo dài xuống tận dưới chợ Hoa đấy. Nói chung là mọi người có thể tham khảo, buổi tối Tuấn đi rồi, ban ngày Tuấn cũng đã đi rồi, chia sẻ với mọi người rồi. Bây giờ Tuấn sẽ rẽ ra đường Trần Nguyên Hãn, rẽ trái để về nhà. Thì cái đường Trần Nguyên Hãn này thì rẽ phải là lên bến xe, một đoạn lên bến xe và cầu Niệm thôi, bến xe Niệm Nghĩa và cầu Niệm. Thì cái đường Trần Nguyên Hãn này thì Tuấn cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn rồi, kể cả chợ Đôn này, bến xe Niệm Nghĩa này, đi dọc đây tầm đông tan tầm nó như thế nào này, đi sang bên Kiến An nó như thế nào này. Đấy thì cũng đã chia sẻ cho cô chú anh chị các bạn rồi, và đặc biệt là buổi tối này thì cái tầm này thì cũng khá là đông đúc và khá là nhộn nhịp trên đường Trần Nguyên Hãn, tại vì nó đi sang bên Kiến An mà, mọi người giao thông đi lại cái tầm chiều thì gọi là siêu đông lúc tan tầm. Đấy, còn buổi tối này thì ở ngay trái này có một cái quán sủi dìn, bên trái có quán sủi dìn cũng khá nổi tiếng, khá đông, ăn cũng thấy ngon đấy. Đấy, còn dọc đây thì mọi người kinh doanh buôn bán ăn uống cũng khá là nhiều luôn. Đặc biệt Tuấn thấy là cũng có các cửa hàng bán quần áo, giày dép các thứ ngay vào ngoài vỉa hè, ngày họ để sát ngay vào vỉa hè thôi, còn lùi lên phía trên kia thì mọi người mới thấy nhiều hơn. Mọi người có thể tham khảo là ở trên kênh Tôi Yêu Hải Phòng, search là đường Trần Nguyên Hãn Tôi Yêu Hải Phòng hoặc là những cái gì khu vực nào rồi mọi người có thể search trên đấy và thêm chữ Tôi Yêu Hải Phòng là mọi người có thể tìm ra video trên kênh Tôi Yêu Hải Phòng nhé. Đấy thì mọi người nhìn thấy tầm này là tầm 8 giờ, 8 giờ hơn một chút thôi, lúc nãy là 8 giờ kém. Thì đường phố nói chung là buổi tối Hải Phòng bây giờ thì trong cái khoảng thời gian này thì cũng giãn cách cũng đỡ rồi, nhưng mà mọi người nên nhớ là hôm nay là mùng 7 tháng 11, là hiện tại bây giờ là một số tỉnh miền Bắc cả Hải Phòng bây giờ là cũng có một vài ca, hình như bây giờ là Hải Phòng là cũng gần chục ca rồi, gần chục ca F0 rồi, cho nên là mọi người cũng vẫn phải giữ gìn 5K, bảo vệ sức khỏe của mình cũng hạn chế đấy, cho nên là ăn uống thì cũng ngồi cách xa, làm sao chọn những quán nó vừa phải thôi, đừng quá đông nhé mọi người nhé.
Thì vừa rồi Tuấn cũng đi trước đấy khoảng tuần đấy, Tuấn cũng đi ăn uống suốt, tại vì trong cái thời điểm vừa rồi là mọi người bị giãn cách cho nên ít tập trung được, nhưng mà ăn uống suốt nhưng mà vẫn phải giữ gìn sức khỏe, mà đặc biệt thời điểm này là nó quay lại rồi. Và hình như là tối hôm nay mùng 7 này là bắt đầu lại gió lạnh về, cho nên mọi người cố gắng giữ gìn sức khỏe, giữ ấm người. Buổi tối vẫn phải mặc áo lạnh lạnh một chút nhé. Đấy, chia sẻ với mọi người, rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh Tôi Yêu Ở Phòng trong cái thời điểm thời gian qua. Đấy, cảm ơn mọi người rất là nhiều.